thi đấu cùng Hải quân Liên bang Nga và Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Một trong những nội dung thi khó khăn nhất với Hải quân Nhân dân Việt Nam là nội dung bắn mục tiêu đối hải bằng pháo AK-176. Để đạt thành tích tốt ở nội dung này, ngoài việc làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của cán bộ, thủy thủ trên tàu, thì sự bảo đảm ổn định, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cũng giữ vai trò quan trọng. Khi thi đấu, thời tiết không thuận lợi, không gian đầy sương mù, sóng gió cấp 5, cấp 6. Có thời điểm, các trắc thủ không xác định được mục tiêu qua màn hình quang học nên rất khó hiệu chỉnh đường đạn. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm tích lũy từ huấn luyện bắn pháo trên các vùng biển của Việt Nam, kíp bắn pháo AK-176 của tàu 016 Quang Trung đã tiêu diệt mục tiêu hoàn toàn chính xác. Ở nội dung bắn maquette thủy lôi trôi bằng súng 14,5 ly, Đại úy Phạm Ngọc Đạt, trưởng ngành pháo tên lửa tàu 016 đã chỉ huy xạ thủ súng là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Dũng xử lý tốt tình huống. Các điểm xạ liên tiếp trúng mục tiêu, xạ thủ giữ vững được phong độ mỗi lần bắn. Đó thực sự là những nỗ lực vì lúc này trên biển gió to, sóng lừng, mục tiêu nhiều lần bị sương mù che khuất. Ngày cái bắn bước vào phần thi bắn pháo đối hải trên biển thì gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì cái bắn đã nỗ lực và cố gắng khắc phục khó khăn và đã hoàn thành tương đối tốt bài thi. Và đến thời điểm hiện tại thì mọi nỗ lực cố gắng của toàn thể các đồng chí trong kíp đã được đền đáp xứng đáng bằng kết quả bắn ngày hôm nay. Thi đấu ở khu vực biển lạ, các điều kiện khí tượng thủy văn như hướng gió, hướng dòng chảy, đội tuyển phải tự xác định. Đó lại là một khó khăn nữa cho tàu 016 Quang Trung khi thực hiện phần kỹ năng hàng hải. Đội tuyển đã chủ động vận dụng các kỹ năng để tính toán, hiệu chỉnh các vị trí như tổ neo, tổ tê lái, tổ xuồng, các vị trí sử dụng máy hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất trong quá trình luyện tập trước khi thi đấu. Vì vậy, khi khẩu lệnh chỉ huy phát ra, các tổ thao tác đã thực hiện chính xác, kịp thời gian, an toàn tuyệt đối. Bước vào phần thi chống chìm, đội tuyển Hải quân Liên bang Nga được đánh giá cao do lợi thế của chủ nhà với nhiều kinh nghiệm thi đấu, có nhiều thời gian dài làm quen với khoang tàu mô phỏng. Bằng sự tự tin và quyết tâm cao, đội tuyển Hải quân Việt Nam đã bình tĩnh, nhanh nhạy phán đoán các vị trí nước phun ra từ lỗ thùng, phối hợp đưa những kích thép nặng hàng chục kg và các loại thiết bị khác bịt các lỗ thùng đang phun nước với áp lực mạnh. Ở nội dung sử dụng phương tiện cứu hộ, các tuyển thủ đã sử dụng thuần thục trang phục cứu hộ, nhanh chóng bơi tiếp cận phao cứu sinh, phối hợp mái chèo để tạo đà và nâng dần tốc độ di chuyển. Phao bè do đội tuyển Việt Nam về đích trong tiếng hò reo cổ động của cán bộ thủy thủ của cả hai đội Việt Nam và Liên bang Nga. Trên cương vị là đội trưởng của đội tuyển cúp biển, tôi đang rất là vui mừng và rất là hạnh phúc vì công sức của tất cả anh em ở trong đội tuyển đã được đền đáp cho đến thời điểm này hết sức là xứng đáng với công sức chúng tôi đã bỏ ra và phản ánh đúng cái khả năng huấn luyện và làm chủ vũ khí trang bị cũng như là huấn luyện các nội dung trong hội thi của Army Game. Khi chúng ta đạt được kết quả tốt ngay trong lần đầu tiên xuất quân tham gia một sân chơi mới mẻ và thử thách như Army Game với thành tích huy chương bạc của toàn đoàn môn cúp biển, trong đó thì chúng ta đứng thứ nhất ở nhiều nội dung thi, đã phát huy cái truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần tôn vinh niềm tự hào của bộ đội hải quân, truyền thống anh hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Kết thúc thi đấu môn cúp biển, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam giải nhất ở nội dung là bắn pháo AK-176, đồng giải nhất cùng đội chủ nhà Liên bang Nga ở nội dung chống chìm và sử dụng phương tiện cứu hộ, đoạt giải nhì ở hai nội dung là bắn maquette mìn trôi và kỹ năng hàng hải. Chung cuộc, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam xếp thứ hai toàn đoàn.